Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Có Hẹn với chuyên gia bất động sản, và tôi là Thanh Hà, người sẽ đồng hành của các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị và các bạn, như các bạn đã biết thì vấn đề sốt đất ảo hiện giờ đang là một trong những vấn đề hết sức nổi cộm của thị trường bất động sản Việt Nam. Người người nhà nhà đua nhau đi buôn đất, thậm chí là bỏ cả những cái nghề mà mình đang kinh doanh hiện giờ để chạy theo những cơn sốt đất ảo. Và hệ lụy mà những cơn sốt đất ảo gây ra là rất lớn, không chỉ đối với người mua mà còn đối với cả nền kinh tế nói chung. Và cùng bàn luận với chúng ta chủ đề ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia Vũ Đức Ngọc. Ông là giám đốc kinh doanh của tập đoàn Cosi Group. Xin chào chương trình. Trước khi cùng trò chuyện với chuyên gia trong những vấn đề nóng của thị trường bất động sản về sốt đất ảo, hãy cùng chúng tôi theo dõi một clip dưới đây. Cái nhà đây là bán 10 tỷ này, cái chỗ đây có máy, Những cơn sốt đất ảo của thị trường bất động sản là vấn đề được nhắc đến rất nhiều trên các mặt báo từ đầu năm nay. Điển hình như tại Hoài Đức, Hà Nội, giá đất nhiều nơi tăng từ 30 đến 50% so với cuối năm 2018 sau khi thông tin được quy hoạch lên quận vào năm 2020. Tại địa bàn Quảng Nam, giá một lô đất nông nghiệp 100m² không dưới 600 triệu đồng sau khi Cò Đất tung tin nhập thị xã Điện Bàn và Đà Nẵng. Tại Biên Hòa, Đồng Nai, giá đất nền tăng gấp 3 đến 4 lần so với vài năm trước khi có thông tin 6 xã tại Biên Hòa chính thức lên phường. Đáng chú ý có thể nói, giá đất tăng chủ yếu do cò thổi giá, không có giao dịch thực. Nhiều người dân lao vào mua gom đất, chờ tăng giá để bán lại, tạo ra các cơn sốt ảo. Khi cơn sốt qua đi, chỉ còn lại những người nhẹ dạ, điêu đứng với nợ nần. Nhìn lại các cơn sốt ảo qua góc nhìn chuyên gia cùng bấtđộngsản.com.vn hôm nay để phân biệt các cơn sốt đất ảo và thật, đồng thời chủ động phòng tránh các rủi ro. Thưa quý vị và các bạn, cơn sốt đất ảo thì hiện nay đang diễn ra ở rất nhiều khu vực và đặc biệt là những khu vực vùng ven. Vậy thì những yếu tố nào đã hình thành nên một cơn sốt đất ảo? Xin được hỏi ý kiến của ông Vũ Đức Ngọc. Ở Việt Nam chúng ta thì bất động sản đang được rất nhiều những khách hàng ưa chuộng mua để đầu tư, kinh doanh. Và có rất nhiều những cái nhân viên văn phòng kéo từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh đầu tư hay đưa đến những cái vùng như là các khu đô thị mới hay là khu công nghiệp. Nhất là thời gian vừa rồi thì quý vị cũng đã nắm được là các khu kinh tế đặc biệt hay được gọi là đặc khu thì đang thu hút rất nhiều những khách hàng đầu tư. Và vừa rồi thì cơn sốt đất ảo ở những cái đặc khu này hay được gọi là bong bóng. Và hiện tại thì những cái dự án này đang được nhà nước đưa ra rất nhiều những chính sách để kìm hãm lại việc bong bóng bất động sản xảy ra ở những đặc khu này với những rất nhiều chính sách. Và vì sao có những cái cơn sốt đất ảo này thì đầu tiên là về mặt quy hoạch. Có những thông tin rằng là sẽ chuyển đổi những nơi này trở thành những đặc khu kinh tế với những chính sách ưu đãi đặc biệt. Bên cạnh đấy thì các giới đầu cơ chuyên nghiệp, các đầu lậu thổi giá và đưa khách hàng đến với những cái mức giá tăng theo ngày, tăng theo giờ. Và cái thông tin thì khách hàng nhận được thì không chính thống và không được kiểm soát, dẫn đến là cái cơn sốt đất ảo này lan rất nhanh. Và với những cái lòng tham của một số khách hàng thì cơn sốt đất ảo này thì bùng phát, có những ngày tăng giá chóng mặt. Chỉ buổi sáng đến buổi chiều đã tăng vài giá. Bên cạnh đấy thì cái tâm lý đầu tư theo đám đông, đầu tư theo xu hướng xuất hiện rất nhiều ở những cái khách hàng chưa có đầy đủ thông tin và thiếu hiểu biết trong đầu tư, đưa cái thị trường trở thành một cơn sốt đất ảo. Vậy thì xin được tổng kết lại, có một số những yếu tố chính như là những cái thông tin về chính sách, quy hoạch hạ tầng, vấn đề về giới đầu nậu cò đất, kẽ hở trong hệ thống pháp luật, cũng như là tâm lý đám đông, thấy người nọ đầu tư dễ kiếm tiền quá thì mình cũng sẽ đầu tư, đúng không ạ? Thì những cái điều đấy thì vâng thì sẽ gây ra một cơn sốt đất ảo. Vậy thì xin được hỏi ông là nếu như mà tất cả mọi người cùng đổ xô kinh doanh bất động sản như thế, chạy theo những cơn sốt đất ảo như thế thì ai sẽ là người cuối cùng ôm bom? Việc cuối cùng ôm bom đó là chính là những cái khách hàng thiếu hiểu biết và a-dua theo thị trường. Những khách hàng này sẽ vào những cái thời điểm là đỉnh điểm của việc sốt, giá đang rất cao, nhưng họ vẫn kỳ vọng bằng giá cao hơn nữa, với việc rằng là hiện tại thị trường đang tốt, vẫn đang giao dịch tốt và lượt người quan tâm đến tìm hiểu và mua sắm là rất lớn. Chính vì thế mà họ kỳ vọng vào cái sức tăng trưởng
lớn và họ vào tiền mua, trong khi là thiếu hiểu biết về quy hoạch và cái luật của dự án. Các dấu hiệu nhận biết sốt đất ảo. 1. Thường diễn ra tại các khu vực vùng ven. 2. Xảy ra cục bộ tại nơi được quy hoạch, đầu tư hạ tầng. 3. Tăng giá đất trên diện rộng với mức tăng đột biến từ 1,5 đến 2 lần trong vòng 6 đến 12 tháng. 4. Giá tăng theo ngày, theo giờ. 5. Dòng tiền đổ vào lớn, sang tay chuyển nhượng nhiều lần. 6. Không thấy xuất hiện chủ đất thực. 7. Chủ yếu mua để đầu cơ, không có nhu cầu sử dụng thực. Thưa quý vị, từ những dấu hiệu của các cơn sốt đất ảo và căn cứ vào thực tế, có thể thấy một kịch bản khá quen thuộc của những cơn sốt đất ảo, đó là những thông tin quy hoạch đều mập mờ và chưa rõ ràng. Tuy nhiên, đây cũng là một phần có thể là nguyên nhân đẩy giá đất tăng lên thật. Vậy thì làm thế nào để phân biệt được một cơn sốt đất thật và một cơn sốt đất ảo? Hãy cùng lắng nghe ý kiến của chuyên gia. Sốt đất ảo và sốt đất thật, nó cái ranh giới này rất mong manh. Ảo và thật nó chỉ diễn ra khi rằng là cái giá trị của sản phẩm bị đẩy quá so với giá trị thực rất nhiều lần. Và sau đó thị trường bị đi xuống bởi cái thông tin quy hoạch đó chưa được triển khai hoặc là triển khai chậm hơn, dẫn đến rằng cái giá, khi giá trị mà khách hàng mua vượt xa ngoài so với giá trị thực thì dẫn đến bị đao giá rất nhanh và đi xuống, dẫn đến là không có người mua nữa và dẫn đến là ảo. Còn sốt đất thật là gì? Cái giá thông tin quy hoạch thật, triển khai thật trong một thời gian nhất định và cái giá trị khách hàng mua nằm ở trong cái tiềm năng đúng, khi khách hàng đánh giá đúng tiềm năng của sản phẩm thì khách hàng mua được đúng giá trị thực của sản phẩm và cái giá trị đấy còn tăng lên theo thời gian và theo nhu cầu nữa, và nó dẫn đến rằng sốt đất đấy là sốt đất thật. Và yếu tố về giá là yếu tố dễ nhận biết nhất về việc cơn sốt đất. Khi các bạn thấy rằng là chúng ta đi tìm hiểu về một dự án buổi sáng một giá và buổi chiều đã đấy tăng 1 đến 2 giá khác, và quý vị đã thấy ngay chúng ta không làm gì để có được nguồn lợi nhuận như thế và đánh trực tiếp vào lòng tham của khách hàng, dẫn đến khách hàng vào tiền mua. Nhưng trên thực tế thì quý vị sẽ thấy rằng là để cái việc chúng ta tìm hiểu được một dự án và mua được một sản phẩm bất động sản đầu tư, chúng ta mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu. Bên cạnh đấy là chúng ta phải xác nhận lại những thông tin này thì không có lý do gì có thể tăng được trong 1 đến 2 ngày và một giá được, thì quý vị có thể nhận biết về việc tăng giá. Bên cạnh đấy thì quý vị sẽ thấy rằng là đối với một số dự án mà sốt đất ảo thì cái mà yếu tố then chốt đây quý vị sẽ thấy rằng là quý vị toàn gặp những người môi giới, không gặp được những người chủ thực mua. Thế nếu như mà trong trường hợp mà người mua nhà hoặc là người đầu tư bất động sản có thể phân biệt được và biết được là đây là một cơn sốt đất ảo, thế nhưng mà họ vẫn muốn xuống tiền để đầu tư, tại vì là cái sự xoay vần vòng vốn cũng như là cái nguồn lợi của những cái cơn sốt đất ảo này thì tăng rất là cao. Thế thì họ cần phải chú ý những điều gì nếu như mà họ vẫn muốn xuống tiền để đầu tư trong cơn sốt đất ảo, được không? Thực ra thì về đầu tư thì lợi nhuận cao đồng nghĩa với rủi ro cao. Rất nhiều những khách hàng biết rằng là đó là cái việc đầu tư mạo hiểm, nhưng họ vẫn xuống tiền và đầu tư bởi vì họ nhìn thấy được cái mức lợi nhuận rất cao và chạy theo mức lợi nhuận đó. Nhưng cái chính ở đây là chúng ta, đối với nhà đầu tư tầng, chúng ta phải giữ được một cái đầu lạnh. Một cái đầu lạnh là gì ạ? Một là xem được cái giá trị thực của sản phẩm là bao nhiêu và liệu rằng cái giá trị này nó lên đến bao nhiêu là được cho phép. Ví dụ như hiện tại có một số những dự án bất động sản khách hàng đầu tư thì giá đang xung quanh khu vực đang bán là 15. Khách hàng mua tại dự án đó giá là 15, 17 thì chấp nhận được, nhưng nó lại là 30 thì nó vượt ngưỡng. Và khách hàng phải tìm kiếm được những lý do dành cho những việc tăng giá cao hơn đó. Ví dụ như uy tín chủ đầu tư, hay về mặt quy hoạch, hay về mật độ xây dựng, hay về tiềm năng vận hành của khu và quy hoạch trong 5 năm, 10 năm nữa, số lượng dân đến đây và cái tiềm năng thực sự là như thế nào. Bởi vì quý vị sẽ có một cái rằng là chúng ta luôn luôn phải có một cái đường lùi. Nếu như chúng ta vào bẫy, chúng ta rớt giá thì 1, 2 năm nữa liệu rằng là cái giá trị sản phẩm đến đâu.
chứ không phải là chúng ta cứ chạy theo cái giá trị sản phẩm như vậy và đầu tư. Thưa chuyên gia, vậy thì xin được hỏi chuyên gia là làm thế nào để những cái người có nhu cầu mua bán bất động sản có thể tránh được những cơn sốt đất ảo ạ? Cái câu hỏi này là một câu hỏi rất hay và có rất nhiều khách hàng quan tâm. Cái sốt đất ảo và sốt đất thật nó rất mong manh. Và cái mà khách hàng cần lưu ý để tránh được những cái rủi ro trong sốt đất ảo đầu tiên đó là thông tin về quy hoạch. Khi khách hàng nhận được một thông tin về quy hoạch thì khách hàng phải xác nhận lại những thông tin này, xem đó là những thông tin chính thống hay không, hay là những thông tin được đồn thổi. Ngoài ra thì khách hàng phải tìm hiểu thật rõ thông tin về cái dự án mà mình mua, xem đó là thông tin dự án đã được phê duyệt hay chưa, dự án này được quy hoạch thế nào, thông tin ra sao, và người thực hiện dự án từ chủ đầu tư cho đến đơn vị xây dựng hay đơn vị bán hàng, họ là ai, họ ở đâu và họ làm gì, họ có uy tín hay không. Ngoài những thông tin đó thì khách hàng đặc biệt phải quan tâm đến thông tin về giá. Giá những khu vực xung quanh dự án, giá về các dự án xung quanh trên địa bàn để đánh giá được xem rằng giá của dự án này có khả thi hay không. Và đặc biệt đối với nhà đầu tư thì tôi có một lời khuyên rằng là chúng ta không phải là những chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản thì hãy cố gắng tìm cho chúng ta được những một số bạn tư vấn tốt từ những đơn vị tư vấn uy tín để có được thông tin đa chiều hơn và những cái thông tin sát thực nhất trên thị trường, để tránh nghe được những thông tin từ những đầu lậu và những môi giới không có tâm. Thưa chuyên gia, vậy thì xin được hỏi chuyên gia đó là từ thời điểm này cho đến thời điểm cuối năm 2019 thì liệu là còn có khả năng xảy ra những cơn sốt đất ảo tại Việt Nam như là thời điểm đầu năm hay không ạ? Từ đầu năm đến bây giờ thì nhà nước hay là về chính quyền cũng như là các tỉnh cũng đã đưa ra rất nhiều những cái văn bản về để kìm hãm cái việc phát triển quy hoạch. Và mình tin tưởng rằng với những cái động thái như thế thì những cái cơn sốt đất ảo sẽ không còn. Và đấy là những cái hy vọng của những người làm nghề như mình. Vâng ạ, rất là cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Sốt đất ảo tại thị trường Việt Nam hiện nay thì luôn là một trong những vấn đề nổi cộm nhất. Và hy vọng là qua chương trình này thì chúng ta đã có một cái nhìn toàn cảnh để có thể nhận diện được cơn sốt đất thật và cơn sốt đất ảo, cũng như là góp phần mang đến cho quý vị những sự lựa chọn đầu tư khôn ngoan và an toàn nhất. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào 10 giờ sáng thứ năm hàng tuần.